Xin kính chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt ở nhà của em Ngân ở huyện Nhà Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số cây mai tàn ha. Dáng trực tàn thông nè, bông đẹp, bông chùm luôn vậy. Đó. Giá thì thanh lý ha, rất mềm luôn. Rất mong quý vị ủng hộ cho em Ngân ha. Rồi, chào em. Em chào anh Tâm, em chào tất cả cô chú anh chị em mình trên toàn quốc ha. Em cũng cảm ơn quý cô chú anh chị em mình đã đồng hành với em thời gian vừa qua, ủng hộ cho em rất là nhiều. Hôm nay em có về luôn mai tàn giá rẻ ha cô chú anh chị em. Mong cô chú anh chị em mình vào xem theo dõi và ủng hộ cho em nha. Dùng của em ở ấp Tân Ninh, xã Sơn Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại Zalo của em là 0368420428 cũng là số Zalo luôn ha. Giờ mình vô mã số 1 luôn nha cô chú anh chị em ơi. Đó, mã số 1 cao khoảng 1,5m luôn nha cô chú anh chị em. Quỳnh thân ở đây của nó là 24 đúng luôn nè cô chú anh chị em ơi. Đó, đây nơm nở một cục luôn ha. Đó, xương cành rất là đều. Đây cô chú anh chị em mình xem những cái búp của nó nở nè ha cô chú anh chị em, toàn là bông chùm không ha. Rất là đều luôn nha cô chú anh chị em. Đó, cây mã số 1 em giao lưu của chú anh chị em mình 300.000. Rồi, 300 thôi. Đó, hình thức của em là bao sóng bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị em. Bông của nó là bông chùm. Mặt bông từ 6 tới 12 cánh, bông rất là đẹp. Cây mã số 2. Hoành thân của nó ở đây là 19. Rồi. Chiều cao 1,5m luôn, xương cành đều. Giao luôn 170.000. Ơi, 170. Đó, hiện tượng hiện tại em đang trên vườn mai em còn rất là nhiều ha cô chú anh chị em. Cô chú anh chị em nào mà muốn làm bông Tết thì alo cho em ha. Cây mã số 3 18 hoành, nó cũ nở luôn ha cô chú anh chị em. Chiều cao nó 1,4m luôn. Giao luôn 170.000. Rồi, 170. Đó, vườn của em có làm mai bông Tết luôn ha cô chú anh chị em. Cô chú anh chị em mình mua số lượng rồi có giá hữu nghị cho cô chú anh chị em mình luôn nha. Hoành thân 18, cây mã số 4. Chiều cao 1,2m. Giao luôn 180.000. Rồi, 180. Đó, xương cành rất là đều luôn nha cô chú anh chị em. Trên vườn còn rất là nhiều. Cô chú anh chị em nào mà số lượng thì cứ alo cho em nha. Cây mã số 5. Hoành thân 16 hoành. Chiều cao nó 1,5m luôn. Giao luôn 170.000. Rồi, 170. Số cũ rồi bao nhiêu luôn. Cây mã số 6, một cây thân lắc nhẹ ha cô chú anh chị em ơi. Hoành thân của nó ở đây là 19 hoành. Đó, thân hơi lắc nhẹ ở đây ha. Giao luôn 150.000. Rồi, 150 ha. Cây mã số mấy? Số 7. Cây mã số 7. Hoành thân của nó ở đây là 18 hoành. Rồi. Chiều cao nó 1,4m luôn cô chú anh chị em. Giao luôn 160.000. Rồi, 160. Đó, em bao sóng bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị em. Có 150.000 cây à. Hoành thân của nó đây 18 hoành. Rồi. Đó, chiều cao 1,5m luôn, tàn dù rất đẹp ha cô chú anh chị em. Giao luôn 160.000. Rồi, 160. Cây mã số 9. Em cây này nhìn cũng rất là lực ha cô chú anh chị em. Hoành thân của nó đây là 21 hoành. Rồi. Đó, đế nơm nở ha. Chân chấm chân chịu đầy đủ luôn. Chiều cao nó 1,4m, giao lưu của chú anh chị mình 250.000. Rồi, 250 ha. Đây tiếp cây mã số 10. Hoành thân của nó đây là 19 hoành. Chiều cao nó 1,5m luôn của chú anh chị em. Giao lưu 160.000. Rồi, 160. Cây mã số 11, hoành thân ở đây là 18 hoành ha. Chiều cao nó 1,4m luôn. Giao luôn 160.000. Rồi, 160. Cây mã số 12.
Quỳnh thân của nó đây là 16 hoành rưỡi ha. Tính của chú anh chị mình 16 thôi. Lùng lực tàn tròn. Giao luôn 140 ngàn. Rồi 140. Nhìn cây nhỏ nhỏ mà có duyên ha con chú anh chị em. Cây mã số 13. Hoành thân ở đây là 17 hoành. Chiều cao của nó là 1,5 m luôn. Giao luôn 160 ngàn. Rồi 160. Rồi cây mã số 14. Chiều cao nó khoảng 1,5 m ha cô chú anh chị em. Quỳnh thân ở đây là 22 hoành. Đó. Bông của nó nở bông chùm ha cô chú anh chị em. Bông của nó là 8 cho tới 12 cánh ha cô chú anh chị em. Này tại em rinh lên nó rụng bớt rồi nè. Đó nó rụng lớp trên cô thấy cô chú anh chị em. Bông gió mình. Ha. Dạ bông gió nó rụng lớp trên. Giao lưu cô chú anh chị mình 230 ngàn. Tại nó rụng lớp trên. Cây mã số 15. Hoành thân của nó đây là 20 hoành. Chiều cao nó 1,5 m luôn cô chú anh chị em. 250 ngàn. Giao lưu cô chú anh chị em mình 250 ngàn. Đây cô chú anh chị em mình xem cái mặt bông của nó nè. Đây. 2 cánh ha. Dạ, 2 4 6 8 10 cánh ha cô chú anh chị em. Đó. Bông nó là bông lớp. Rất là đẹp, này là bông gió thôi ha cô chú anh chị em ha. Giờ mình trồng rất là ok. Giao lưu của chú anh chị em mình 280 ngàn. Rồi 280. Cây mã số 16, hoành thân của nó đây là 17 hoành. Đây, đó, cũng một rồi. Cây tàn dù rất là đẹp ha cô chú anh chị em. Đẹp, bông chùm rất là đẹp luôn. Đó cô chú anh chị em mình vào xem tham khảo nha. Nó là mai giả Thủ Đức, bông chùm nhìn rất là đã luôn cô chú anh chị em. 150 ngàn. Giao lưu cô chú anh chị mình 150 ngàn. Rồi 150 ha. Cây mã số 17. Hoành thân ở đây là 16 hoành. Chiều cao 1,1 m ha cô chú anh chị em. Giao luôn 140 ngàn. Rồi 140. Cây mã số 18. Đây cây này tàn nhìn tròn rất đều rất là đẹp ha cô chú anh chị em ơi. Nhìn cây cũng rất là lực luôn. Hoành thân ở đây là 23 hoành. 250 ngàn. Giao luôn cô chú anh chị em mình 250 ngàn. Rồi 250. Đó, nhìn cây mai rất là đẹp ha cô chú anh chị em. Cây mã số 19. Hoành thân ở đây là 21 hoành. Đó, củ nở nhẹ đây luôn ha cô chú anh chị em. Chiều cao của nó là 1,3 m. Giao lưu của chú anh chị em mình 230 ngàn. Rồi 230. 230. Tàn tròn lắm gì. Cây mã số 20. Hoành thân của nó đây là 20 hoành luôn. Đó, củ nở ha cô chú anh chị em, nhìn rất là duyên dáng ha. Tàn nhà tròn đều luôn. Chiều cao nó khoảng 1,3 m. Cái này giao lưu của chú anh chị em mình 250 ngàn. Rồi, 250 ha. Cây mã số 21. Hoành thân của nó đây là 18 hoành. Chiều cao của nó khoảng 1,4 m ha cô chú anh chị em. Giao lưu 150 ngàn. Rồi, 150. Cây mã số 22. Hoành thân của nó đây là 17 hoành đúng ha. Đó, cây này quá trời bông gió luôn nè cô chú anh chị em. Nút nụ của nó quá sức luôn, đặt ngạt cái cây luôn ha. Chiều cao của nó khoảng 1,4 m. Giao lưu của chú anh chị mình 180 ngàn. Rồi, 180.
Cây mã số 23. Hoành thân ở đây của nó là 18 hoành. Chiều cao của nó là 1m3 ha. Nhiều. 140.000. Giao lưu 140.000. Rồi, 140. Cây mã số 24. Kéo rồi chim vô giùm cái. Cái kéo đâu chim vô giùm cái. À, cây này hoành 15 hoành. Chiều cao nó khoảng 1m50 ha cô chú anh chị em. Mã số 24. 140.000. Giao lưu 140.000. Rồi, 140. Cây mã số 25. Hoành thân nó ở đây 14 hoành. Chiều cao của nó khoảng 1m1 luôn. 130.000. Giao lưu 130.000. Rồi, 130. Cây mã số 25. Hoành thân của nó đây 17 hoành. Chiều cao 1m3. Định giá đi. 140.000. Giao lưu 140.000. Thôi, 140. À, cây mã số 26. Rồi, một cây mã số 27, một cây tàn tròn đều, lùng lực. Hoành thân của nó là 16 hoành. Đó, chiều cao nó khoảng 1m2 ha cô chú chị em. 140.000. Nhỏ nhỏ xương cành rất là đều ha. Giao lưu 140.000. Rồi, 140. Cây mã số 27. Hoành thân ở đây 16 hoành. 28. Chiều cao nó 1m3. Mã số 28. Cây mã số 28. 130.000. Giao lưu 130.000. Rồi, 130. Cây mã số 29. Hoành thân của nó ở đây là 23 hoành. Nó nhìn cây rất là lực hả cô chú anh chị em. Chiều cao 1m50 luôn. Tàn dù rất là đẹp. 270.000. Giao lưu cô chú anh chị em mình 270.000. Rồi, 270. Cây mã số 30. Đó, đây, chiều cao nó đi. Khoảng 1m50 luôn ha cô chú anh chị em. Hoành thân ở đây là 21 hoành. 300. Giao lưu cô chú anh chị em mình 300.000. Thôi, 300. Đó, tàn giờ tàn rất là đẹp. Đây em lên combo máy phôi cho cô chú anh chị em mình tham khảo nha. Combo mã số 31. Rồi, 3 cây ha. 3 cây. À, đo chiều cao nhất của nó ha. Cây cao nhất của nó là 59. Đây đo hoành thân luôn. Hoành thân cây này là 18 hoành. À, cây này giống cái bình hồ lô quá nè cô chú anh chị em. Cây này 15 hoành. Đây cô chú anh chị em mình xem cái cũ nữa ha. Quá sức cây đó nhỏ nhỏ mà có duyên nha. Cây này hoành thân cũng 15 hoành đúng luôn. Đó, ba cây này giao lưu cô chú anh chị em mình 350.000. Rồi, 350. Đó, để đẹp ha cô chú anh chị em. Cây mà combo mã số 32, 3 cây. Cũng là combo cuối clip luôn ha cô chú anh chị em. Chiều cao của nó đây là cũng 59 luôn. Đó, nơm nở nhìn cây rất là duyên dáng nha cô chú anh chị em. Cây này 16 hoành. Sang những cây này về ghép đẹp hết cô chú anh chị em ơi. Cây này 17 hoành. Cái này ở đây là 15 hoành. Đó, ba cây này em giao lưu cô chú anh chị em mình 350.000. Đó, combo cuối cùng luôn ha cô chú anh chị em ơi.
Rồi, có nhắn gửi gì không? Rồi cuối clip em cũng cảm ơn quý cô chú anh chị em mình đã theo dõi và ủng hộ cho em ha. Mong cô chú anh chị em mình yêu thương và ủng hộ cho em. Cảm ơn cô chú anh chị em mình rất là nhiều. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Chúc mong quý vị ủng hộ cho em Ngân. Quý giá mình cũng tạm dừng nhé. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.